Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Toàn cảnh đám cưới đẹp như mơ của Thu Phương Dũng Taylor. Trong ngày cưới của Thu Phương Dũng Taylor, nhiều khoảnh khắc quan trọng đã được ghi lại, không gian tiệc cưới nhẹ nhàng, sang trọng với hai gam màu trắng. Hồng ca sĩ Thu Phương nói cô mất nhiều năm tìm hiểu Dũng Taylor, dù sống chung nhà và có hai con chung. Hai người tìm cách dung hòa vì văn hóa khác biệt. Ngày 9 tháng 5, Dũng Taylor thông báo ca sĩ Thu Phương nhận lời cầu hôn của anh sau 12 năm chung sống và có với nhau hai con. Hôm nay Dũng Taylor và Thu Phương chính thức thuộc về nhau. Tôi cầu hôn cô ấy vào ngày 12 tháng 12 năm 2012, nhưng hôm nay Phương mới đồng ý. Hơn 10 năm qua, tôi phải trải qua bao thử thách của nàng để được nàng nhận lời. Cảm giác lần đầu đeo nhẫn tay trái thật lạ, nhưng con tim thật ấm áp, Dũng Taylor chia sẻ. Trong bài chia sẻ sắp cưới ca sĩ Thu Phương, Dũng Taylor cho biết anh chính thức chấm dứt đời độc thân sau 12 năm tìm hiểu, góp gạo thổi cơm chung với bạn đời. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng sau khi Dũng Taylor cầu hôn thành công bạn đời 13 năm qua. Ai cũng biết Thu Phương và Dũng Taylor có cuộc sống hạnh phúc, thứ họ thiếu chỉ là hôn lễ. Như ông bầu sâu tại Mỹ nói, đính hôn là lời hứa, kết hôn là lời thề. Dũng Taylor, một bầu sâu có tiếng ở hải ngoại, một nửa của nữ ca sĩ Thu Phương, viết một dòng chia sẻ dài trên Facebook đầy xúc động về cô. Anh lấy tựa đề bài viết là người phụ nữ phi thường như một nhận định về một nửa đời mình. Đối với anh, Thu Phương là một tấm gương sáng cho các con và là một người vợ đảm đang, tế nhị, văn hóa và cực kỳ nhạy cảm. Khi anh gặp Thu Phương và quyết định đồng hành cùng mẹ bọn nhỏ cũng vì cảnh neo đơn, gian truân của người phụ nữ đa đoan phải một mình đương đầu với cuộc sống mới tại đất khách ở Phú Âm, tôi học được cách ứng xử tế nhị, nhất là khi đối với những người thương yêu mình. Suy nghĩ và cách áp dụng văn hóa xấu chàng hổ ai của Phú Âm là lý do Phú Âm sống phận đa đoan và tôi đã cảm nhận được điều này nên đã gương sáng cho các con và là một người vợ đảm đang, tế nhị, văn hóa và cực kỳ nhạy cảm. Khi anh gặp Thu Phương và quyết định đồng hành cùng mẹ bọn nhỏ cũng vì cảnh neo đơn, gian truân của người phụ nữ đa đoan phải một mình đương đầu với cuộc sống mới tại đất khách ở Phương, tôi học được cách ứng xử tế nhị, nhất là khi đối với những người thương yêu mình. Suy nghĩ và cách áp dụng văn hóa xấu chàng hổ ai của Phương là lý do Phương sống phận đa đoan và tôi đã cảm nhận được điều này nên đã bỏ lời thề không bao giờ lập gia đình khi tôi gặp Phương. Vì lối sống và suy nghĩ của một gã độc thân, lãng tử và lớn lên ở Mỹ từ lúc 13 tuổi nên tôi chưa dám nghĩ mình và mẹ bọn nhỏ. Người phụ nữ gia đình, đảm đang, sinh, sống, lớn lên và thành danh tại miền Bắc có thể phù hợp nhau. Sau hơn 11 năm và hai đứa con thì bây giờ tôi tin rằng có cơ duyên và sự tương quan trong mối quan hệ này. Nhiều bạn bè rất ngạc nhiên khi biết cho đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa chính thức thành hôn. Họ nghĩ rằng chuyện đó đã xảy ra 11 năm trước khi Phú Âm quyết định đồng hành cùng tôi. Thu Phương từng kết hôn với VMC, có hai người con là Duy Hải và Thanh Thảo trước khi ly hôn năm 2007. Trong một lần phỏng vấn, giọng ca Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội cho biết cuộc hôn nhân giữa cô và Huy MC ngày càng bất ổn khi sang Mỹ. Cô phát hiện mình và chồng không còn nhiều điểm chung sau hơn 10 năm chung sống và quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn chồng cũ nơi xứ người, Thu Phương tiếp tục đi hát, nuôi con. Cô gặp được Dũng Taylor, trước đây vốn là kỹ sư nhưng bén duyên với nghệ thuật. Từ năm 1996, Dũng Taylor sáng lập công ty giải trí, trở thành bầu sâu, tổ chức các sự kiện âm nhạc cho cộng đồng người Việt sống tại Mỹ giai đoạn Thu Phương mới ly hôn. Cô gặp nhiều rắc rối về thủ tục sống ở nước ngoài. Chính Dũng Taylor, từ người đồng hành cùng Thu Phương trong các sự kiện âm nhạc, sau đó bên cạnh giúp đỡ nữ ca sĩ với tư cách người anh, người đồng nghiệp quý mến giọng hát Thu Phương về lý do sẵn sàng giúp đỡ Thu Phương, Dũng Taylor từng nói anh có vài chục năm sống trên đất Mỹ, chứng kiến nhiều ca sĩ Việt sống và làm việc tại đây. Anh thấy Thu Phương là người phải gánh vác nhiều thứ, điều này làm tôi hiếu kỳ muốn tìm hiểu. Lúc đó tôi là bạn của cả Huy và Phương. Khi sự việc xảy đến, tôi thấy phong cách Phương đối đầu với vấn đề và cảm thấy ngày càng gắn bó hơn, Dũng Taylor nói. Trong một lần chia sẻ về tình cảm với Dũng Taylor, giọng ca Hải Phòng nói hai người luôn cố gắng để tình cảm trọn vẹn mỗi ngày, đẹp hơn trong mắt nhau, chia sẻ trọng trách gánh vác gia đình.
Thu Phương còn chia sẻ cô thích nhất mỗi ngày Dũng Taylor đều hỏi mình hôm nay em quyết định lấy anh chưa. Nữ ca sĩ thấy điều này vui hơn được mặc áo cưới. Mỗi ngày hai người đều cố gắng để có được hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.